luôn màu trắng nè. Quy xin chào các bạn. Mình đi miền Tây vậy rồi mà clip thì đang chuẩn bị up lên. Mấy hôm nay ở đây cũng triều cường rất là cao. Ở trong thành phố chắc cũng có nhiều chỗ ngập. Mình đặt giỡn mà thích là triều cường là 1-2 mũi lớn thì nó hay có con này con kia chạy. Lúc này ít tép à. Nước cao quá, tép nó đi tùm lum á, không có giăng bắt được nó đâu. Nước nó rọt xuống thì mới dễ bắt tép. Ở đây mà tối mưa ngủ đã lắm, mát gần hơn mới lạnh, còn sáng ra rất là không khí rất là trong lành. Bộ lô thấy mình về mừng ghê, tại khói đi mà ở nhà không có ai dẫn đi. Ở đây có cây điệp nó bông trối vàng hay sợ. Biết có gì sao im quá. Này cũng mới đặt lại à. Mấy bữa trước mình đi Vĩnh Long, Đồng Tháp thì mình phơi lên. Yên quá. Chỗ này có bị dùi hay là cua tép không ta? Rắn. Mình đi trên bờ vô lô đừng lội theo, cũng lội theo các bạn thấy không? Khoái. Mê lội lắm. Thường mình đi cái đường bên đây. Nay không thích cho lội thì đi trên bờ mà thích lội. Nói mai cái túi mà chưa mai nữa. Lội cho lội luôn ha, bô lô mili rồi, mili trên bờ rồi các bạn. Biết nhìn kìa, nó không chịu lội, nó chịu lội đi bộ vậy. Đây mình lội xẹt qua bên kia rất gần, làm biến lội lên rồi lội xuống nữa. Mili về con, về
À, thấy ông chuyên gia chụp chụp chuồng chuồng khoái lắm. Hồi xưa nhỏ thì thích chụp ruồi, thấy con gì bay bay trước mặt thằng táp mà. Ngáp lâu lâu cũng được mấy con ruồi, gọi là chó ngáp phải ruồi. nó táp chuồng chuồng đi thăm giếng. Chó ta huấn luyện săn chuột săn thú, chó mình huấn luyện săn chuồng chuồng. Cậu này không có huấn luyện, tự nó biết nó săn. Lên con, lên luôn. Đi ngoài ruộng mấy bạn thấy mấy cái bãi bọt bự như thế này á, gọi là ổ cá sặc nha các bạn. Bọt ổ cá sặc á. Nếu mình có cái lờ á, mình khỏi cần mồi á, mình đặt xuống đây, mình lấy cái bọt nó mình đậy vô cái lờ. Mình đẩy vô cái lờ á, nó nổi trong cái lờ á thì tự động cá sặc nó chui vô cái lờ dính vô trong đó à. Đi con, đi đây nè. Đường cũ nè. Dưới giờ tôi thấy chuồn chuồn quá chừng nữa nhảy, nhảy xuống. Táo ghê ghê không? Thấy vui. Coi mắt trời các bạn. Chuồn chuồn là khó à, nó bay mình luôn. Dữ dội không? Oh yeah. Dính này sao? Ta săn thú trên mặt đất này, săn thú bay trên trời. Dính không? Cành coi có dính con nào không nha. Dữ dội không? Làm như chỉ giết chuột rồi. Cười. Mệt vô lô thiệt. Sướng không thích. Thích thể dục mệt chân. Lên. Vô lô. Lên không? Nhìn cứ tưởng là bô lô đi săn cá. Rồi vô bụm với nước táp rồi dữ dội. Được con cá trê bự. Mi trên bên kia. Con đi đâu vậy? Đi.
cái tủ ống đây bị ai phá hay mấy bạn ơi. À, còn mấy con ong à, không còn cái tổ, chắc mấy người giăng lưới quá, bị đánh xong người ta phá luôn. Còn mấy con ong đu không, cái cành mình kìa, mình không phải người phá, cái cành mình kìa. Này có ít chứ nhiều, phải mới đặt lại. Nhiều à. Cả cả đít rồi. Và rô lô quá. Quả xong rồi, sẵn luôn. Chết ghẹo luôn. Bộ lô nhiều trò quá. Này dính ráng dĩa thò đầu nhá xíu nè. Ráng nướng xíu. Ếch cá nè. Ráng nước. Có lượng màu trắng nè, trắng trắng vàng vàng, cái bông nhìn ngọn nha. Lần đầu ở đây mình mới thấy con này á nè, lươn hay lịp ta. Lươn, lươn mà sao trắng bóc à. Thấy cả chịt trắng chứ chưa thấy bao giờ con lươn trắng. Nó trắng không trắng mà nó vàng, vàng bông bông á, nhìn ngộ quá ha. Để vô trong mình đổ ra thùng ra thao gì các bạn dễ thấy. Bô lô ngứa quá vô kia gãi, để mình vô mình cho coi các bạn coi luôn. Vô con bô lô đi vô rồi à, dướng dây. Ai làm bảy dướng còn hả? À? Dướng bảy ha. Tự dướng mình, dướng mình hả? Vô. Vô đó. Lần đầu đây mà mình thấy cái con lươn mà nó ngọn vậy. Một bông vậy. Ở đây thường có lươn đồng thì nó vàng, thiệt vàng. Còn có con nó cũng đen đen. Vàng như nghệ, vàng thì vàng thật lên á, không có đốm đốm bông bông trắng trắng vàng vàng này đó. Nhà cho các bạn coi. Cái này chắc nó đột biến
lươn vàng đó đó hả? Ừ. Rồi coi. Ngộ. Đó giờ là thấy chưa? Ngộ ha. Cách đi dừa vậy hả? À, cách đi dừa, con này là chắc cách đi dừa nè. Con cách đi dừa. Ừ. Ngon ha, nhìn con này. Con này chắc ri lai rồi. Trắng 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 mà nó. Con cách đi dừa mà nó. Ừ. Con đó để kho tiêu ha. Dạ. Ngộ. Nó không vàng mà nó không trắng, nó đốm đốm đốm. Lương này đừng bán, để nuôi luôn. À, như lan ben à. Lương. Lương trắng. Lấy cái cân cho bà cần cái túi này. Nè. Thấy không? Lấy cái tô về bà. Nhưng để cho con vậy. Để bà cần cái. Lương trắng à, nè đó, con thấy trắng 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 vàng vàng. Cưng quá ta. Túi này gần được 3 cái rưỡi bạn. Ba sẽ lương trắng đẹp dữ vậy, lấy cho con. Có bạn à. Thả đi cho bạn. Thả vô hồ quá ba. À, thả vô hồ nuôi ha. Dạ. Ủa nó thường ăn gì ba? Lương nó cũng ăn tép, cá rồi, ốc rồi trùng. Ơi, con rắn vậy. Con cá tiêu dừa ngon luôn. Dừa này. Ba bắt con lươn. À, bắt con lươn ra. Tiêu dừa. Cho con coi ba. Con trắng đi chen con cá vàng. Con số mũi hả? Chào đi. Chào ơi. Chào quý vị. Ơi, sao đâu ba? Cái thao hồng á. Ba có con cá chi nhỏ này cho con đi. Thôi cái trên nó tanh lắm. Lấy cua trơn cua được. Cái chi nhỏ xí. Rắn. Nhớ chị mấy con gì ơi. Rắn bột súng rồi. Rắn bột súng. Rắn bột súng nó đâu hiền á. Mấy con chơi lần trước đó. À đúng rồi. Nhớ cái con. Nó hiền quê quá. Đẹp quá hả? Nó hút rồi bà. Sao không? Nó không, nó đang chọc nhộn mình á. Nó đang chọc nhộn cho con đúng không bà? À. Bạn thấy không? Nó cái màu nó vàng không vàng mà trắng không trắng, nó là lươn bông. Bạch tạng bông. Thôi đừng có sợ nhớ không con. Nhìn nó dễ thương. Sợ nó đi, sợ thử coi. Nhưng rắn con xuống lần trước đó. Đây con muốn coi con. Lương bạch tạng là sập. Ngon rồi ta. Ngon không? Con sập đi kêu cá. Nhỏ. Nhỏ hay nó trắng, nó vàng mà nó trắng nó không trắng. Dê lắm con, tanh lắm, tanh nhớt cho tanh lắm, đừng bóc nó hết nhớt chết rồi. Ba ba cho bắt cho con nhau. Các bạn thấy nó khác cái con lương lương đồng của mình này không? Con này nó vàng, nó vàng cái bụng, ở trên nó hơi lưng hơi đen. Còn con này nó trắng bóc. Kẹp đáng chịu. Ê cho chị này, con nhỏ xíu xíu. Ê, bắt con cua con này. Đó. Yeah. Nè, thích mấy con cua. Yeah. Mấy con đừng bóc lương nữa, sao nó tụt nhớ nó chết. Con lấy nước. Nó tụt nhớ nó chết. Có lương là lạ hay là nó được đi học bài. Đi học bài. Thôi con cũng đi luôn. Đớm đớm bong bong. Ghê quá. Bằng. Cái này là rắn nước. Các bạn thấy rắn nước không? Cái bụng đó nè, cái bụng cái dễ như biết nữa kìa, cái bình hồng đó nè. Giỡn nhận ra. Rắn cắn bồ lô đi. Bồ lô cắn rắn đi. Mình thả cái nước này đi. Nó dính vô đây nè. Cá rất cá sặc. Lào kiến. Khi con cá sặc. Mình cần thử lương cho nhau.
bốn lạng, 400 gram, chắc chừng 100 mấy 200 gram, 200 gram, viên cũng nhỏ à, không lớn. Mình nhìn nó ngộ quá, thấy cái đầu nó khác không? Lần đầu tiên mình thấy, dù con bạch tạng nó trắng bóc, nó vàng khè, con này nó đốm đốm bông bông. Để mình rộng lại đây cho mấy đứa em nó coi, mấy chị rồi coi, chứ mình không biết lương này không ăn đâu, nhìn nó gì không ăn đâu. Có bạn nào mua nuôi không, mình bán lại cho con. Mấy bạn nào sưu tầm con độc con lạ gì á, nó cũng không cái cơ thể nó thì cái hình dáng nó cũng không khác lương mình, mà chỉ có cái màu thôi các bạn ha. Nó vàng, nó không vàng mà nó đốm, nó không đốm, nó không trắng, nó đốm đốm. Ở lương bạch tạng à? Lương gì? Lương bạch tạng à? Thấy không? Ngộ không? Thấy nó bao giờ chưa? Vừa. Ngộ không? Hôm bữa em có chích con lương trong hang mà nó màu lợt hơn này. À màu lợt hả? Mốt có đưa anh trong hang. Bữa cái cây chích đó nó em xẻ ở trong hang, xẻ cái nó bị lủng thịt ra. À chết hả? Nó xấu. À màu trắng á hả? Chứ không phải màu đốm đốm này hả? Huy chào các bạn ở đây nha. Xin hẹn các bạn ở clip khác.